chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Và ngày hôm nay mình quay trở lại với một chuyên mục cực kỳ mới trên video của mình. Và mình nghĩ là mình sẽ cố gắng làm cái chuyên mục này một lần một tháng. Đó chính là tháng này mình thích gì. Và video ngày hôm nay đó chính là nói về những sản phẩm mà mình đã thích trong tháng 7 qua. Không phải là chuyên về mỹ phẩm không, mà có thể là outfit, bài hát hoặc là bộ phim các thứ. Thì mình sẽ nói hết trong video ngày hôm nay nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào video thôi. Yeah, và đầu tiên mình sẽ nói luôn về cái thứ to nhất, đó chính là một món quà sinh nhật mà mình đã tự tặng mình vào tháng 6. Đây là tháng 7 mình rất là nhiều, đó chính là chiếc túi SM. Đây là một chiếc túi dạng top bag và nó to, nó dáng của nó khá là giống so với một dòng túi đắt tiền hơn chút, đó chính là dòng Neverfull của LV. Nhưng mà thực ra thì LV mình thấy là cái tầm giá vintage thì nó cũng tầm em này, nhưng mà mình thấy là nó hơi bị già hơn so với mình, nên là mình đã chọn em xem tại vì nó có cái màu hồng này cực kỳ hợp so với mình ý mọi người ạ. Đây đấy, hợp với các cái áo hồng mình đang mặc luôn. Cái túi này mình thích và mình sử dụng nhiều nhất trong tháng này, đó chính là đầu tháng thì mình vẫn còn đi học và mình cũng đi lại rất là nhiều trước khi mà Hà Nội lockdown ấy. Đấy nên là mình đã sử dụng bạn này cực kỳ nhiều, đi đâu mình cũng sử dụng luôn. Bình thường thì mỗi ngày đi đâu mình sẽ sử dụng một cái túi nhỏ nhỏ thôi. Và từ khi có chiếc túi to như này và kiểu đựng được nhiều đồ ấy, nó chắc chắn mình đựng được rất nhiều đồ trong này luôn. Vô số đồ luôn mọi người. Thoải mái luôn, mình đang đựng tất cả những cái món đồ mà ngày hôm nay mình sẽ nói trong video này là những sản phẩm mà mình thích trong cái túi này luôn. Giá mình mua chiếc túi này đợt đấy là đang được sale với giá là 13,5 triệu. Trong store thì sẽ khoảng tầm 20 triệu, còn bây giờ còn sale không thì mình cũng không biết nữa. Mình sẽ để link cái shop mà mình mua chiếc túi này ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Hôm nay với mình là một chiếc túi bằng da. Bạn này bằng da rất là đẹp, quai của nó cũng bằng da và mình sử dụng một tháng thì mình kiểu không giữ đâu. Mình không hề giữ nhá, mình quăng quật khá là nhiều nhưng mà bạn này thì cũng không có vấn đề gì nhiều. Có một vết bẩn nhỏ ở đấy thôi. Màu nó cũng không bị ngả đi nhiều mà mình thích cái màu nó ngả đi hơn một chút. Trông nó đỡ giống một chiếc túi mới và nó cũng sẽ trầm hơn là cái màu tươi. Và nói chung đấy là một chiếc túi mình đã sử dụng rất nhiều. Bây giờ thì hãy lấy những sản phẩm trong túi này ra nha. Thì tiếp theo là một chai nước hoa của nhà Dolce & Gabbana Light Blue. Mình đã vừa quay video bạn này trong video top 5 nước hoa sử dụng mùa hè. Và cái thời gian vừa rồi mình sử dụng bạn này rất nhiều. Cái ngày xịt của mình chắc là phải đến một nửa tháng là mình đã xịt bạn này ấy. Nên là chắc chắn mình sẽ phải nói chai này trong video này. Ban đầu thì mình định cho cái Another 13 này của Le Labo vào, nhưng mà bạn này thì mình mới mua full size cuối tháng thôi nên là thôi không tính. Tháng 7 vừa rồi thì thời tiết ở Hà Nội rất là nóng luôn, nên là cái chai này là cái chai mình lựa chọn hầu như là hàng ngày để có thể xịt ra ngoài. Mùi của nó rất là tươi mát, rất là fresh. Mình sẽ để cái hương, cái nốt hương của nó trên này. Mùi của nó rất là hợp đi biển này, hoặc là xịt vào những ngày nắng nóng. Nó là sẽ là cái hương kiểu chanh táo với cả hơi xạ hương một chút. Nó không nồng, nói chung là mùi nó sẽ hơi chua chua, rất là hợp mùa hè và rất là dễ chịu luôn ý. Màu của nó cũng rất là xinh nữa. Chai này thì giá sẽ khoảng tầm 100ml này, khoảng tầm trên dưới 2 triệu thôi, không quá mắc. Và tiếp theo đó chính là một sản phẩm toner đến từ nhà Kiehl's. Cái này thì mua được sale từ mùng 6 tháng 6 hay sao ấy. Thì trong tháng vừa qua mình sử dụng bạn này khá là nhiều. Những cái ngày nào mình không cần phải test sản phẩm mới thì mình đều sử dụng cái toner này. Cũng như bạn bè mình đến đây dùng cũng nhiều nên là nó hết khá rồi mọi người. Thì trước đến giờ mình thấy là đầu tư cho toner đắt tiền ấy, bạn này mua phải tầm 1 triệu thì nó hơi phung phí một chút. Bạn này thì mình vẫn nghĩ là mình đã vung hơi nhiều tiền cho chai toner này, tại vì là một chai toner giá 1 triệu ấy nó cũng khá là mắc. Nhưng mà cái cảm nhận khi sử dụng bạn này thì nó rất là thích. Da của mình rất là mướt sau khi mà sử dụng bạn này lên. Những cái sản phẩm sau đó mà mình apply lên ấy thì mình cảm thấy rất là thích. Và mùi của nó cũng rất là dễ chịu, của hoa cúc ấy. Đây là, yeah, với cả cảm giác nữa, nó mang lại đúng cho mình một cảm giác nữa là sử dụng sản phẩm đắt tiền kiểu sẽ nâng cấp bản thân mình lên. Đấy, đấy là một cái là mình nghĩ là cũng nên đầu tư vào chương trình skincare của mình. Nhưng không có nghĩa là mình sẽ sử dụng bạn này nhiều đâu, tại vì mình có rất là nhiều cái toner khác tốt hơn. Nhưng mà trong tháng này mình đã sử dụng bạn này nhiều nhất và mình cũng rất là thích nó. Nên bạn này mình nghĩ là khá là xứng đáng cho vào video này. Còn về review kỹ hơn về bạn này thì mình nghĩ là bạn này là một chai toner rất là huyền thoại rồi, nên là mình đã không cần phải nói nhiều về bạn này nữa nha. Và sản phẩm với mỹ phẩm yêu thích tiếp theo của mình đó chính là kem chống nắng của nhà CNP. Yeah, đây là một chai kem chống nắng thứ hai mình đã mua trong tháng này rồi.
Không hẳn là không, mình dùng cái bạn này từ 1-2 tháng trước cơ, nhưng mà không phải là ngày nào mình cũng được sử dụng, tại vì mình luôn phải test sản phẩm thường xuyên. Nhưng mà ngày nào không cần test sản phẩm hoặc là ngày nào da mình không bị khô do dùng retinoid thì mình đều sử dụng bạn này, tại vì đây là một cái kem chống nắng mình nghĩ đang là best cho da dầu hiện tại đối với da của mình. Nó là một cái kem chống nắng nâng tông, nhưng mà cái độ nâng tông của nó rất là tự nhiên, nó kiểu ánh hồng, cực kỳ hợp với da của mình luôn. Nhìn trông rất là tự nhiên và rất là dễ tán luôn. Đây mình sẽ tán lên tay thử cho mọi người xem nhé. Của mình đây, khi mà mình tán ra, tán nó rất là nhanh luôn mọi người. Mặc dù cái kem chống nắng này nó cho mình một cái minute khá là lì. Đấy mọi người có thể trông nó rất là lì và che phủ nhẹ nhàng, và mùi nó rất là dễ chịu luôn ý. Bạn này thì không có cồn mà mình nghĩ là rất là phù hợp cho những bạn nào mà da nhạy cảm. Giá của bạn này thì cũng không phải là quá mắc, trên dưới 300.000 thôi. Và khi mà đây mình tán lên nó kiểu khô luôn ý, nên là những bạn nào da dầu thì chắc chắn sẽ thích sản phẩm kem chống nắng này của nhà CNB. Và tiếp theo thì sẽ là dòng son mà mình thích nhất, ấn tượng nhất trong tháng qua. Thì mình đã chọn ra Maybelline Ultimax. Cái dòng này thì mình đã có review rồi mà nha mọi người, có hẳn một video review rồi. Dòng này thì có kết hợp với nhóm nhạc K-pop là ITZY. Và bạn này thì thực sự luôn mình khá là bất ngờ khi sử dụng ý, tại vì nó mang mình đến cảm giác là khá là giống son MAC. Yeah, son MAC dòng retro, nhưng mà nó lại đỡ khô hơn. Nó vẫn cho mình một cái finish lì. Hiện tại trên môi mình đang sử dụng đây, đây màu mình chọn là màu 299. Đây là một cái tông màu khá là giống Ruby Woo. Đó là một cái màu huyền thoại của MAC rồi. Cái màu này thì nó sẽ cảm giác là nó sẽ ít ánh hồng hơn Ruby Woo. Mình nghĩ là nó còn đẹp hơn cơ, và chất son của nó thì sẽ đỡ khô hơn dòng dòng Retro MAC rất là nhiều của MAC. Giá thành của nó thì cũng rẻ nữa, chỉ khoảng tầm hơn 100.000 thôi một cái son này. Nhưng mà dung tích của nó thì chắc chắn sẽ ít hơn rồi, tại vì như cái son mà dáng slim như này thì dung tích thường nó kiểu chỉ có một chút xíu thôi. Thì tôi sẽ mở lên cho mọi người xem. Đấy, thường nó sẽ có tầm từng này son. Nhưng mà mình thấy vẫn rất là đáng tiền cho cây son này, và nó có quá rẻ cho so với cái chất lượng này ý. Nên là bạn nào đang tăm tia những cái tông màu kiểu đỏ mà tôn da như thế này thì rất nên sử dụng bạn này. Cái độ bám màu của nó cũng tốt hơn hẳn so với những cái dòng kiểu son thỏi khác, bình thường khác ý. Giá thành rất rẻ và cái son nhỏ xinh này, mang đi theo túi, những cái túi nhỏ nhỏ ấy, cầm rất là tiện luôn. Nên là đây là một dòng son mà mình cực kỳ recommend cho mọi người trong tháng này nha. Và vậy là vừa rồi mình đã recommend đồ mỹ phẩm nha. Còn bây giờ thì sẽ đến những cái món mà nó không có hiện vật ở đây lắm. Đầu tiên thì sẽ về là outfit mà mình đã thích nhất trong tháng vừa qua. Thì mình có một cái outfit đây, đó chính là outfit thi học kỳ của mình. Outfit này thì mình đều mua ở Zara, áo và chân váy. Còn giày thì mình mua ở một shop order trên IG, mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người xem. Trời ơi, cái outfit này nó rất là đáng yêu luôn. Và mình rất là vui khi mà mua được outfit này, tại vì đợt này thì mình rất thích màu hồng này, và rất là thích màu xanh mint. Kiểu màu xanh nó... Mọi người xem video haul của mình thì đã thấy màu xanh đấy khá là nhiều rồi. Hai màu đấy kết hợp với nhau thì mình kiểu cảm giác là rất là yêu luôn, rất là mùa hè, trông rất là màu sắc và summer. Nên là mình... Và mình lại còn hát bài Anh à đâu thế nữa, nên là cái tông màu đấy trông nó rất là hợp với cái concept đấy. Nên đây sẽ là cái outfit mà mình cảm thấy là yêu thích nhất của mình trong tháng vừa qua. Và tiếp theo thì là một bức ảnh mà mình thích nhất trong tháng vừa qua của mình. Đó chính là bức ảnh này. Thân thân. Đó chính là một bức ảnh mà mình thấy là nó sẽ hơi thoát khỏi vùng an toàn của mình. Mặc dù trông mình vẫn còn rất là béo, nhưng mà mình kiểu rất là can đảm đã mặc áo 2 giây để chụp ảnh, xong rồi cầm chai rượu. Mình không dám bỏ hẳn kiểu hở hẳn 2 giây ra mà mình phải trùm cái chăn lên ấy. Nhưng mà mình cảm thấy như thế đã rất là ok rồi, và bức ảnh mình nhận được thì rất là đẹp. Cảm ơn Khánh Huyền đã chụp cho mình một bức ảnh rất là xinh. Và cái chai rượu shochu mình cầm lên ấy thì cũng chỉ để làm cảnh thôi mọi người ạ. Mình không biết uống rượu nha. Và cái công thức chỉnh ảnh thì mình chỉnh ảnh ở app Sinh Tu thôi. Đấy là... Mình nghĩ đấy cũng là một cái app mà mình đã yêu thích nhất trong tháng này và những cái tháng gần đây luôn ý. Thì cái cách tải app đấy thì mọi người cần phải gọi là đổi ngôn ngữ à? Mình cũng không nhớ lắm ý, mọi người lên YouTube search là cách tải app Sinh Tu là có thể được. Trong đấy thì có rất là nhiều màu đẹp, mọi người có thể lựa chọn hoặc là chỉnh theo ý của mình đều được luôn. Thì sẽ ra được những bức ảnh xinh như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có bài hát mà mình yêu thích trong tháng này. Đó chính là bài để mình bật cho mọi người xem. Bài này lời nó hơi khó hát nghe một chút, mình chưa thuộc lắm.
Đành với ra dù hai ta đứng xa, anh đã đưa đôi tay mình cho em cầm dìu bước em qua trong gai. Vì anh có đầy vãi. Muốn nhìn tay môi em lên mái, làm cuộc sống thêm thật nhiều điều ấm em. Vì những khát khao buồn vui từ trên bờ vai này, để anh thời gian ngừng trôi mãi. Em biết đã đưa anh giấc mơ em chẳng thể nào. Này ơi, Chisu ơi, đang quay xong rồi nó chạy vào cái chân máy. Yeah, nói chung là đây là bài hát mà mình đã rất là yêu thích trong tháng vừa qua. Và thực sự luôn, Mỹ Anh là một cô bé mà mình cảm thấy rất rất là tài năng. Và âm nhạc thì rất là Âu Mỹ, nhưng mà đem lại cảm giác rất là dễ nghe. Mình thấy là dễ nghe, không biết là mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là Mỹ Anh là một cô gái có thể tiến xa, rất là giỏi luôn. Tiếp theo là một bộ phim. Đây là một bộ phim mình được chị Hương, Mai Hương Make Up recommend. Đó chính là phim Mao, Kẻ Săn Người. Trời ơi, đây là một bộ phim xuất sắc. Nó phải kiểu là twist của twist luôn ý. Nó kiểu mình đọc được comment là IQ 200 cũng chưa chắc đã đoán được tình tiết của cái phim này. Đúng là như thế thật luôn ý. Nó là một bộ phim liên quan kiểu giết người hàng loạt này, xong rồi tội phạm hành động. Không hẳn là hành động, nhưng mà nó là về giết người này, bạo lực giết người. Xong rồi nó về tội phạm. Đấy, mình rất là thích những cái phim kiểu nó cần phải suy đoán logic hay là nó hơi hack não một chút xíu như thế. Nên là đây là một bộ phim mà mình cực kỳ yêu thích trong tháng vừa qua. Còn về bộ phim tình cảm trong tháng vừa qua mình xem thì cũng có là Hạ Cánh Nơi Anh nữa. Cũng là một bộ phim rất là đáng yêu, cũng có buồn, cũng có đáng yêu, cũng khóc đấy. Nhưng mà nếu mà để thích hơn thì mình nghĩ là mình thích cái phim Mao hơn. Các bạn nào mà thích cái thể loại phim như thế thì thực sự nhất định nên xem bộ phim Mao này nha. Mặc dù nó hơi dài, hơn 20 tập mà mỗi tập thì nó còn hơn một tiếng cơ. Nên là cũng khá là mất thời gian để cày. Và vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người những cái món đồ, những cái sản phẩm, những cái bài hát, bộ phim, các thứ bla 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 mà mình đã rất là yêu thích trong tháng vừa qua. Và đây thì mình có giới thiệu luôn một cái đêm sale thương hiệu của Shopee này. Đây là có những cái thương hiệu đồng hành, mình sẽ để ở đây. Đấy, có rất là nhiều thương hiệu sale và nếu mà có cái poster của nó thì mình sẽ để ở trên màn hình cho mọi người tham khảo nha. Sale rất là nhiều, link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo. Và hy vọng là mọi người đã thích cái video này của mình và khám phá được thêm những cái mình yêu thích trong tháng này để có thể gợi ý cho mọi người. Để mọi người có thể xem, cũng có thể thử theo mình. Và cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye!